Hello mọi người, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá công quốc Monaco. Công quốc Monaco là một quốc gia có chủ quyền thuộc nước Pháp ở vùng Tây Âu, với diện tích khoảng 2 cây số và dân số hơn 36.000 người. Monaco là một quốc gia nhỏ thứ nhì thế giới nhưng lại có mật độ dân số rất cao, với đường biên giới dài 4,4 cây số và bờ biển dài 4,1 cây số. Toàn bộ lãnh thổ đất liền của Monaco được bao bọc bởi Pháp và Địa Trung Hải. Ngôn ngữ chính của Monaco là tiếng Pháp. Ngoài ra, tiếng Ý và tiếng Anh cũng được sử dụng rộng rãi, và một bộ phận nhỏ người dân sử dụng tiếng Monégasque. Tôn giáo chính thức là Công giáo Roma. Những người dân ở Monaco được tự do tôn giáo, nên ngoài ra còn có Anh giáo, Do Thái và Hồi giáo. Monaco có khí hậu quanh năm khá ẩm ướt, thời điểm nóng nhất vào tháng 7 và tháng 8, còn mùa mát nhất là tháng 1 và tháng 2. Chúng ta đang ở một quốc gia nhỏ thứ hai trên thế giới, có tên là Monaco. Với diện tích khoảng 2.000 cây số vuông, 2 cây số vuông. Là nơi giàu có dành cho giới thượng lưu và cũng như nghệ sĩ nổi tiếng thế giới sẽ đến đây để ở. Ủa, hồi xưa là người ta bắn đá vậy hả? Hay là đó là trái bom? Đạn á. À, này là đạn hả? Có thuốc nổ không? Thì tuốn đầu mở thôi, nổ gì? Thì... vậy thôi, gì đâu có ta, đâu có giết được nhiều người. Thì giết là người thôi. Không, tàu chứ. Bắn thủng cái à, tàu. À, bắn bể tàu. Đến Monaco bằng cách nào? Ở Monaco không có sân bay, nên bạn phải đi xe du lịch hoặc tàu lửa từ Pháp. Sân bay gần nhất ở Monaco là sân bay quốc tế Côte d'Azur ở Nice, Pháp. Vì Nice và Monaco chỉ cách nhau khoảng 13 cây số, cho nên là để đi đến Monaco chúng ta phải đi đến sân bay ở Nice. YouTuber. Đây là cái máy bắn đá hả? Chúng ta đang ở cung điện của các hoàng tử Monaco. Và đây là nét kiến trúc của Monaco. Nó có một cái vẻ gì đó hơi một chút hơi hướng Ả Rập. Công quốc Monaco là một quốc gia độc lập, được bảo hộ bởi quân đội Pháp
và có một cái chế độ kinh tế đặc biệt đối với giữa Pháp và Monaco. Và với visa Pháp thì mình có thể đến Monaco một cách bình thường, không cần phải xin visa hay là gì hết. Súng quá trời súng rồi. Súng là để bảo vệ quê hương biển đảo. Anh đã tìm được nhà của người nổi tiếng ở đâu chưa? Để mình tới thăm coi. Công quốc Monaco có ba mặt giáp với nước Pháp và một mặt hướng về biển Địa Trung Hải. Có không cha? Cái bự thiệt bự kìa này, thấy không? Đó, cái bự nhất đi. Monaco là một công quốc nhỏ thứ nhì thế giới nhưng với thu nhập bình quân GDP rất là cao, cao gần như là nhất thế giới luôn. Và rất là nhiều tài tử, những vận động viên, những tài tử, những cầu thủ bóng đá nổi tiếng dời đến đây để ở Monaco này. Có thể là đối với những cái khu vực khác thì tài sản lớn của họ đó là những chiếc xe hơi, còn tài sản ở khu vực của công quốc Monaco này đó là những chiếc phi thuyền. Kiến trúc nhà ở Monaco này nó một cái nét gì đó rất là đặc biệt mà mình không thể diễn tả được. Nó không có giống như những cái vùng khác ở nước Pháp. Và những chiếc phi thuyền bóng loáng trên mặt nước biển xanh biếc như thế này thì thật là quyến rũ. Đây là Notre Dame de Monaco. Let's go. Họ đi vô, đi len lỏi vô mấy cái thành phố cũng đẹp lắm á. Thấy nhà nó cắt đẹp. Bây giờ thì chúng ta hãy đi vào trung tâm thành phố để tham quan những cái khu nhà, tham quan một cái nét kiến trúc của công quốc Monaco nha. Đây là tòa thị chính ở Monaco.
Monaco có diện tích rất nhỏ, chỉ có 2 cây số vuông thôi, cho nên là nó có thể nhỏ hơn một cái xã ở Việt Nam mình nữa. Cho nên là chỉ đi một xíu là hết cái vương quốc Monaco này rồi. Đó, một điều ngạc nhiên đó chính là hoa vạn thọ ở Monaco, là mình có cảm giác rất 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 nhớ Việt Nam, nhớ quê. Có cảm giác như đang đi chơi Tết vậy. Thời tiết ở Monaco khá là ấm áp, khá giống ở Việt Nam mình, cho nên là có những cái hoa này cũng không có gì là ngạc nhiên. Chỗ này là bảo tàng đại dương học. Chắc là trong đây có rất là nhiều trưng bày về về các động vật biển. Nhưng mà vì khách đứng chờ rất lâu rất nhiều, mình không có thời gian để đợi, bọn mình không có vô đây chơi. Xa xa trước mắt chúng ta đó là một chiếc phi cơ. Rất xa có thể các bạn không thấy. Nó có cái dòng chữ là make your wish, nghĩa là hãy ước mơ. Có thể là một chiếc phi cơ của một đại gia nào đó đang bay với dòng chữ để chúc mừng sinh nhật một ai đó. Đây là cây thông và trái thông thiệt. What do you want? Are you hungry? Tell me, French or English? Quay lại yên phát đi. Yên phát. Qu'est-ce que tu veux? T'as faim? Non? Đi ra biển đi, kiếm cá ăn đi.